xin chúc cho Demaster sẽ luôn luôn là cái nơi được gửi gắm nhiều niềm tin của sắc đẹp nhất. Muốn đẹp thì ngoài cái vẻ đẹp bên ngoài, ta phải có cái đẹp ở trong, và một trong những cái số đó là âm nhạc. Và Tuấn rất may mắn là Tuấn có âm nhạc mang đến cho tất cả mọi người vào buổi sáng ngày hôm nay. Xin được hát tiếp một bài hát nữa, bài hát nhạc Nhật và Trung Quốc, những lời Việt của nhạc sĩ Anh Bằng, đặc biệt gửi tặng cho một buổi sáng tinh khôi như thế này, những giai điệu acoustic nhẹ nhàng của Người Tình Mùa Đông. Xin mời tất cả quý vị. Đường vào tiếng em đang vang ra, trời mùa đông mây vẫn hay đi về, vẫn mưa.